Hello mọi người. Hello mọi người, bây giờ mình sẽ trộn mì nha. Hơi thấp nhưng mà ok. Mì này có hai gói các bạn ạ. Đây là gói cay và đây là gói phô mai. Phô mai mình sẽ trộn ít cay. Mình sẽ cho gói bột phô mai vào trước. Mình có trộn. Thôi mình sẽ trộn từng cái một. Quên mất không để lại một ít nước. Mình ăn mì này mình sẽ cho lại một ít nước nấu mì, luộc mì. Còn nước cũng nóng đúng không? Mời cả nhà ăn cơm. Mời ăn thì sẽ cho một ít nước nóng vào tôi ạ. Để trộn cho nó được mượt hơn. Sau khi tắt vlog thì mình sẽ up lớp kép nha. Tạm biệt mọi người. Sẽ có lên lớp kép của mình. Hãy lên lớp kết và thả tim trong cho khi đâm hôn nha. Bye bye. Tiếp theo mình sẽ cho gói này vào nha. Mình nghĩ mình sẽ cho ít thôi chứ không phải lắm. Cho gần hết một gói rồi các bạn. Rồi là ít dữ chưa. Thôi là chuẩn ít. Tại vì mình thấy nó hơi nhạt nhòa. Mình nghĩ hay là mình nên cho hết. Cho mình nửa hay là nó vẫn ấy nó nhẹ mình hết nè.